stop, mặc áo giáp cho rồng. Mua rồi mà không mặc. Đó. Áo giáp vàng thì mình có từ mấy tập trước rồi nhưng mà thôi kệ. Các bạn đang theo dõi video tại channel T Gaming. Đừng quên để lại một đăng ký và kích vào ô có hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Kích vào gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, ấn lưu và đừng quên để lại một like và một comment để ủng hộ kênh cũng như các bạn đóng góp ý kiến về kênh. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là T Gaming đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 14 của series Minecraft đảo rồng. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm theo cái thử thách. Có rất là nhiều bạn comment cho mình rằng là anh ơi làm chuồng này chuồng kia. Thì ok, thì thực ra là các bạn cũng đã đóng góp ý kiến thì mình cũng rất là cảm ơn. Trước tiên là rất là cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến. Mình thì chắc chắn sẽ làm rồi, chắc chắn sẽ phải làm để có thể là tăng gia sản xuất, kiếm ra những viên kim cương để có thể là nuôi rồng kia nó lớn và nuôi rất là nhiều rồng. Ok, thì tiến hành thôi. Việc đầu tiên thì mình phải cần đó là một cái dây. Mình sẽ xem thằng nào ở đây nó bán dây. Đây là thằng buôn vũ khí lậu rồi. Thằng này nó không bán dây. Sau này mình sẽ mua vũ khí nhưng mà rất là 64 viên kim cương cơ. Không bán dây. À, thằng này là mình bán đồ cho nó. Thằng hình như bên này ra bán đồ, đúng rồi. Ờ, dây là một vàng thì mình nghĩ rằng là mình sẽ mua hết đi. Ồ, ăn chơi có sợ gì mua rơi. Mình rất là lười cái kiểu kiểu các bạn bảo là giữ giữ bằng thức ăn thì thôi. Mình cứ lấy dây buộc xích cổ vào. Đấy, như cái thằng này. Đó, xích vào là xong, chứ cần gì phải dây dựa. À nhầm, cần gì phải giữ giết thì cho nó mệt người. Ở đây rất là nhiều gà đây. Bọn này nó gà Bắc Cực. Gà này là không phải gà bình thường nha. Có rất nhiều loại gà như gà tàu, gà Tây, gà tàu, gà mía. Đây là gà, một loại gà mới mình vừa mới phát hiện, đó là gà Bắc Cực. Gà Bắc Cực. Gà này thì các bạn ăn vào thì rất là bổ. Đấy. Thế nên là thanh niên nào muốn mua thì cứ liên hệ bằng việc comment phía dưới. Mình sẽ bán với giá sale rất là ưu đãi. Trời ơi, đói quá. Đó, mày thấy không? Tao dẫn mày đi về. Dẫn mày đi về nhà còn ăn luôn thịt mày nướng chín kìa. Mình sẽ phải nuôi rất là nhiều loài để có thể là tăng gia sản xuất, bán kiếm tiền. Ồ, lúa mình để mình nói ra, lúa mình để dưới kia mình mới nhớ rằng là nó đã chín rồi đấy. Trời ơi, sao có mỗi hai con gà vậy ta? Vừa nói phét ở đây là có rất là nhiều gà, bây giờ dắt được hai cái con gà tàu này và đùa. Ôi trời ơi. Thì các bạn xem xong tập 14 này thì có lẽ là ngày mai, ngày chủ nhật ấy, thì mình sẽ không ra clip buổi sáng được, bởi vì là mình về nhà mà. Thế nên là cuối tuần mình về nhà nên là không thể ra clip sáng được. Có lẽ là chiều mới có clip cho các bạn xem. Trời ơi. Thôi đây, để đây đi. Mình sẽ để chuồng gà ở đây đi nhỉ. Chuồng gà đây ta. Ủa, hết. Rồi, hay. Hai chuồng gà. Gà mà xích kiểu như đi chăn bò ấy. Buồn cười lắm bố. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái gì ta. Cửa này. Gỗ thì mình vẫn còn rất là nhiều. Ô, sắt. Sắt của tôi. Đó. 35 cái mình nghĩ là ok am file rồi đấy. Ok file chứ. Malasa. Nhiều bạn hỏi rằng cái mod này
như thế nào, đại khái là ba la ba lê thì mình nói luôn là cái môn này rất là nặng. Nếu các bạn máy cấu hình mà không gọi là tầm trung trở lên ý, thì mà các bạn chơi 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 cái Minecraft mà ăn 1, 2, 1 và đã thấy lác lác rồi, hoặc chơi là bình thường đã thấy lác rồi, thì mình khuyên rằng là các bạn không nên hỏi là cài mod như thế nào, bởi vì là cài xong các bạn vừa mất công và mất thời gian không giải quyết được việc gì, cũng như là thất vọng mang về nhiều. Chuồng gà mình nghĩ là xây không cần to thế đâu. Máy mình chơi ARK bình thường. Thực ra thì mình nghĩ rằng cái game Minecraft này nó không liên quan mấy về RAM đâu. Chủ yếu là về card màn hình với cả các bạn cài đúng đúng cái ấy nhá. Đúng cái gì ta? Cái Java, cái hệ điều hành Java. Các bạn 64 bit thì các bạn phải cài 64 bit. Nếu các bạn cài 32 bit nó sẽ giảm cái cấu hình đi rất là nhiều đấy. Nói chung là cạc thôi, cạc các bạn xử lý nhanh thì nó sẽ nhanh. Ok, hai con lợn này vào đây. Giờ mình sẽ phải xuống núi. Xuống núi để có thể là bắt lôi những cái con kia lên. Ngày hôm nay chỉ tăng gia sản xuất thôi. Buổi sáng thì đã đi cận lực đi bán trứng rồng rồi. Rất là xin lỗi. Mình biết là mình có lỗi lắm nhưng mà phải bán đi để mưu sinh rồi, biết làm nào. Cuộc sống nghèo khổ có ai giúp được mình đâu, phải tự mình phấn đấu thôi. He Ồ, dưới này rất là nhiều nhiều cừu. Cừu Dona. Không biết là mình có thể lôi được nó lên được cái vách núi cao chót con này. What's trời ăn thịt sống. Mình nghĩ là có thể đấy. Really man? Ồ, lag 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 lag. Mình đã bị lag đó. Lâu lâu mà vẫn còn bị cái tình trạng rực rực thế là biết rồi. Really mega. Really. Ồ, ở đây có 4 con kiều à? Thế là có tiền à? Về mình kiếm thịt 4 con kiều này ra không đủ tiền một viên kim cương ở đấy, không đùa với ninja rùa được đâu. Ồ. Ở đây có vẻ là hiếm bò nhỉ. Ồ, lại có rồng. Lại có rồng anh em ạ. Mình sẽ ra hôi của. Thanh niên là chuyên đi hôi của. Đó. Ôi chơi rồi, đâu một con nữa, 4 con mà chơi 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 chơi. Đùa nhau hả? Chơi 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 chơi. Đôi 4 6. Ôi trời ơi. Ok, mình sẽ ra đây. Từ đã phải xích nó vào cái này đã. Ôi trời ơi, nhầm nhầm nhọt ở đây nhá mấy nhóc nhá. Từ đã mình ra quay lại xem hai con kia dám trốn chạy, tội nó đang muốn chết lắm ấy chứ. À, hai thằng này trốn chạy nhá, tao về tao mách công an, mắt công an. Mày đã bị bắt, đi về đây. Hai con lợn này. Nhìn gia đình kiều chúng nó. Trời ơi, bây giờ mình what the? No 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 no. Đừng thằng nào chạy. Bây giờ mình muốn có thể là muốn muốn đi xuống đây nhanh thì mình sẽ phải nghĩ rằng là mình sẽ phải làm một cái đường ray. Đó, trượt một phát xuống. Nhưng mà vấn đề là làm đường ray rất là tốn time. Rất là tốn thời gian đấy. Hello. Hôi của, hôi của. Mong rằng mình không động vào nó thì có bạn gì nhỉ, mình quên tên rồi. Bạn gì đặt thử thách cho mình là dùng tay đấm vào rồng, trời ơi. Dùng dùng rìu đánh vào rồng thì thực sự là mình không thể. Bởi vì sao? Khi mình đánh con rồng này nó sẽ bay. Nó sẽ bay đi và mình đứng kiểu như là chờ chồng và sẽ không làm gì được. Các bạn biết rồi đấy. Các bạn nào xem ở mới những cái tập mà tập 10, tập 9 là mình đi đánh rồng rất là khổ, phải lùa nó vào góc lác thì các bạn phải biết rồi đấy. Thế nên là thử thách thì mình nói chung là thử thách thì các bạn, nếu bạn nào đạt thử thách mình giết rồng bằng 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 kiếm bằng rìu thì ở tập 9, tập 10 hay sao thì mình đã làm được rồi.
Đó, nó bay như thế kia thì ai làm được? Ai có thể giết được nó? Nó lại có tiền rồi. Cuộc sống lại lên tiền rồi các bạn. Phê. Phê phê. Lại có tiền. Ngọc Lục Bảo. Ngọc Lục Bảo như đổi ra đổi ra vàng nhưng mà kim cương. Mong rằng là trong cái dương này sẽ có kim cương. Hầu như cái dương nào của rồng nó cũng có kim cương. Really? Really à? Hết rồi. Trời ơi toàn là vàng. Thực ra vàng thì chỉ cần để mình làm thức ăn cho rồng thôi. Mua thức ăn cho rồng thôi chứ còn kim cương mới. Ui. Kim cương là ui. Lắm thế. Đây rồi, đã bảo rồi là có kim cương. Bốn cái. Đâu? Thức ăn cho rồng là rồng 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 kia là đổi bằng kim cương ấy. Oh man. Đâu rồi nhỉ? Thấy cái con lợn kia mình xích ở đâu mình còn quên đường. Trời ơi, mất công. À kìa. Thôi, phải xa đón chúng nó đây. Thịt gần hết đằng thịt đây. Đón chúng nó về xây cho chúng nó cái chuồng. Sau này mình sẽ để dành tiền để thành 64 viên kim cương, có thể là vác súng đi bắn chết mấy con rồng. Súng thì chắc mình chưa test thử súng. Thì mình nghĩ là súng nó rất là mạnh. Đó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Dây giết. Xích vào, xích vào. Nhân cơ hội, chúng nó nhân cơ hội chúng nó bỏ chạy đấy các bạn. Các bạn phải biết rằng là bọn này nó nguy hiểm lắm. Ủa, à đây. Mình bảo rõ ràng mình đủ cái dây để có thể là lôi được bọn này về. Và đây em ơi. Trời cũng sắp. À mà mình cài đây only mà làm gì có trời thối đâu. Để có thể là giúp cho mình quay clip dễ hơn. Thì ông cứ suốt ngày tối mà cầm đuốc thì các bạn buồn. Rồi luôn bây giờ lôi được nó lên mới là một kiểu như là đẳng cấp pro này. Ngày hôm nay I'm fine. Ô chúng nó đẩy mình. Đừng. Sao bọn này cứ thích cầm đèn chạy chiếc ô tô nhỉ. Ok mình sẽ thử đi kiểu đường này. Đường này thì mình lên được nhưng mà sợ mấy bọn này nó đứt dây là chúng nó trốn chạy thôi. Mấy thằng này nó khôn lắm. Mấy thằng cừu già này. Đó. Chúng nó không lên đâu. Ôi thằng kia mất máu. Ôi xong. Trời ơi thằng kia ngã xong chết luôn kìa. Ồ chết luôn à. Tao xuống lấy dây. No. Có ai khổ như tôi không? Có ai khổ như tôi không? Trời ơi, dắt bọn này lên đã rồi tính tiếp. Dắt được thằng nào hai thằng đấy. No. Mong là được hai thằng lên. Mình chỉ cần hai thằng làm giống thôi. Bởi vì trên này nó không có kiều. Trên này nó chỉ có thỏ thôi. Kiều, kiều rõ ràng là lông nó dày và nó không ở trên này. Ồ, bốn con rồi. Đó là một sự thành công mỹ mãn đối với mình. Hello man. Bốn con phải không? Đặt cái trụ ở đây. Ở chúng ngay chờ anh tí nhá. Mình xuống đây nhặt thịt. Đó, mất công rất là nhiều thịt luôn. Một con hai miếng thịt thì mình có thể là 5 miếng. Mình đổi được một viên kim cương. Bảy miếng à. Bàn phím mình kêu to quá. Lily man. Ủa 61 cái kia mình sẽ về làm lúa luôn. Đừng nào chạy nhá, chạy tao giết luôn là xử bắn luôn. Tội trốn chạy là phải xử bắn luôn. Đâu nhà đường về nhà đâu. À vẫn con rồng vừa nãy mình cứ tưởng con rồng mới mình lại hôi của đây bên này. Let's go boy.
Let's go. Đó. Ngay đây thôi. Chúng ta là anh em. Lên. Ôi, thằng 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 này định trốn chạy. Sao nhìn bản vẽ con kim này ngơ vãi. Thằng nào đứng trốn trại hả? Chúng mày liều ăn nhiều. Trời ơi, nhầm 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 nhầm. Mình sẽ không cần xây nhiều. Bởi vì chuồng gà mình xây quá là rộng, một sai lầm khi mình xây rộng chuồng gà. Mình có lẽ là mình sẽ phá hủy đi bớt một phần nào đó. Mình sẽ vo tròn lại. Oh. Không 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 cần gì phải làm nhiều à. Bởi vì sao chuồng gà mình nghĩ là mấy con gà bé tí này làm gì bằng con cừu đâu. Really nhỉ. Trời ơi. Vừa mới phá chuồng mà cái con kia nó tổng thoát luôn kìa. Nhà có hai con gà. Chết lại thịt. Ở đây em. Con này nó định trốn. Ấy. Sao này lại ra được ta? Ok, xong cái chuồng rồi nhá. Mấy thanh niên ở đây ngoan ngoãn. Khô đếch được. Kiều kiều nó ăn. Mình có mang cái ấy không nhỉ? Nuôi kiều này khổ lắm. À, ừ, kiều ăn lúa. Trời ơi, lúa mình lại đi đổi. Này, không biết cái nào lãi hơn ta. Chúng nó đẻ con. Đẻ con đi. Đó, kiều nó sẽ lớn. Mình nghĩ là cái này nó sẽ lãi hơn. Thịt, bởi vì một con cừu sẽ được hai cái miếng thịt. Đó, mà khi nuôi thì không cần cần phải chăm cái gì rồi. Đó, đúng rồi, yêu nhau đi, đẻ trứng đi. Rồi, ok. Mình sẽ xuống lấy lúa đi. Lúa mình nghĩ là cũng là được khá là nhiều rồi đấy. Ồ, mình mang theo đuốc. Cảm ơn những bạn nào đã chỉ mình. Những bạn nào đã chỉ mình bảo là dưới 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 bóng tối lúa không không thể sinh sản, à không thể, nói chung là không thể sinh trưởng được, thì mình rất là cảm ơn nhé. Một thanh niên gà mờ chia sẻ. Đó, mới mới chơi mà. Thanh niên mới chơi thì lấy đâu ra biết. Trời ơi, lại kẹt vào đây. Các bạn phải hiểu người mới chơi thế nào. Mấy thanh niên vào hùng hổ chửi như một vị thần. Không biết mấy thanh niên này lớn chưa nữa. Nên là mình cũng không hiểm chấp. Chấp gì. Tăng tăng. Tăng 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 đằng. Đó, lại có tiền ăn chơi rồi. Cuộc sống nó nhàn thế đấy. Oh man. Đất. Trời ơi, vừa lấy mình vứt hết đất đi. Trillimaker. Đó. Mình sẽ trồng lại đi. Đó, chỗ này sáng quá, có bóng điện, bóng đèn, đuốc kia các kiểu là nó sinh trưởng ngay. Thảo nào. Có cao nhân, các cao nhân chỉ bảo sao mà không tê. Ui dồi, quá là nhiều à. Con này mình sẽ không biết được thu hoạch được bao nhiêu lúa đây. Đó, bón phân, chăm sóc các kiểu con đà điểu. Nếu mà các bạn, mình nghĩ rất là nhiều, nếu sau này các bạn mà yêu thích cái series này ấy, mà mình
có điều kiện mình thay đổi được cái cấu hình của máy tính của mình thì mình sẽ add rất là nhiều mod hay. Nói chung là mình sẽ làm bể cá này, xây bể cá này, rồi thêm mấy con rồng nữa, nhưng mà trứng rồng đấy nó không thể up được. Trứng rồng kia, trứng rồng mình định mình add sau. Ui ôi, nhảy hỏng cả ruộng. Nó chỉ là một quả trứng thôi, mình phải mình chỉ có thể là vứt trứng rồng là nó nở thôi, mình không thể up hay là thuần phục được nó cả. Nên rất là khó. Wow, 5 mốt rồi. Trời ơi, mình được 10 viên kim cương luôn. Nó tích cực làm nông có thể là tuy rằng cực khổ thôi nhưng mà tiền tiêu thoải mái ăn chơi sa đọa. Lúc nghèo thì than rời than đất. Lúc giàu thì tiêu như kiểu là một thanh niên mới có tiền chia sẻ. No man. Đó, phun đồ luôn. Vứt cái này đi. Phun luôn hạt giống á. Mình vẫn còn 62 cái phân bón nữa mà. Ngày hôm nay mình mong là sẽ cưỡi được con rồng. Tăng 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 to đằng. Nhảy hỏng cả ruộng, tí lại phải sới lại. Kích mỏi cả tay. Ok, hết rồi, hết rồi. Mình sẽ trồng lại đi. Bên kia vẫn còn cái lúa mà. Ê nói. Wow. Giàu rồi, giàu rồi, đại gia rồi. Tính gì mấy con lợn què. Phải không anh em? Đại ra rồi. Trứng gà mình sẽ để. Thuốc súng mình chẳng nghĩ làm gì luôn. Nút thì cứ vứt đi. Hoa, mình có yêu hoa đâu mà. Trời ơi, vẫn còn 42 hạt giống. Ok, mình sẽ đi bán lúa. Bán lúa kiếm tiền ha. Nhanh nhanh, đói lắm rồi. Ăn tạm miếng thịt á. Đó, biết rằng thịt sống. Bạn theo thích bán gì bố mua? Mày mua không? Ồ, cái này bán ra vàng chứ bán ra. Rồi ok. Mình bây giờ cầm trong tay là một khoản cách xù. Không biết đồ vàng mình có thể mua được cái gì không? Bọn này nó bán toàn đồ kim cương. Ồ, vàng không? Thằng này nó bán đắt lắm. Giáp rồng này. Thôi tạm thời cứ mua bộ giáp vàng đi ha. Có tiền thì mình sẽ mua gậy chỉ huy rồng đã. Dây mình có rồi, giờ hiện giờ đang có tiền thì cứ tiêu chát tán đi. Thịt cừu này, thịt chín rồi này. Đó. Trời ơi, mình bán 5 cái thịt sống mới được 1 viên. Không, cuộc sống hài hước rồi. Cá này mình nghĩ là mua thêm. Đó. Hết chưa? Ta xem thằng bên kia bán gì không ta. Hết rồi. Con này nó không bán gì nữa. Nó bán toàn đồ đắt thôi. Really man. Đó. Đầu rồng này. Trời ơi. Mình đi giết rồng thì mới được nhiều tiền.
phải đi thôi. Làm gì để có kim cương bây giờ ta? Kim cương mới mua được thức ăn cho rồng. Ô, vừa nãy mình quên. Quay lại. Trời ơi, lạc lắm. Trời ơi, các bạn có thể thấy rằng là muốn chơi một cái game mà nó nhiều cái hay thì nó trả giá bằng việc máy cùi đấy. Mình sẽ mua được 4 cái. Nuôi được nó tăng thêm 4 ngày. Cũng được. À, mình sẽ không bán thịt nữa. Mình tạm thời cứ chăn bằng cái thịt bình thường. Đó, mình chăn bằng thịt bình thường rồi ạ. Có thì mình sẽ ấy. Bởi vì vàng với mình cũng nhiều, mình không làm cái gì. Con rồng điên này. Lôi cổ ra đây. Cho phép mày đi. Ôi trời. Stay. Đấy, rồng này nó mất dạy kiểu láo thế ấy. Nó phải sử dụng gậy mới có thể là chỉ huy được nó. Chứ không nếu bình thường là mình thả nó sẽ bay mất hút luôn. Kể cả mình đã thuần phục bay đi luôn ấy. Bực lắm. Hết than này à? Sao thế được nhỉ? À, mình rõ ràng là nhiều lắm mà. Hết mất tiêu rồi. Sắp hết được ta. Thế này em biết còn không? Dưới này toàn ấy thôi. Ủa? Chỗ này ngày trước mình đã có đào xuống. À, chỗ này mình bị rơi xuống đây. Thôi không chơi dại. Té ra. Đi đi. Mình sẽ đi lên đi. Hết gỗ rồi. Ok, thì tập thứ 14 của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và một đăng ký, và muốn đặt cho mình những thử thách và chia sẻ những cái ý kiến về cái clip này cũng như là cái series này thì hãy để lại một comment. Mình sẽ đọc và rep. Ok. Goodbye. À quên, từ từ, stop. Stop, mặc áo giáp cho rồng. Mua rồi mà không mặc. Đó. Áo giáp vàng thì mình có từ mấy tập trước rồi nhưng mà thôi kệ. Mua đi cho nó đắt. Kim cương mới khó thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.